mừng quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Trao hơn 70 tỷ đồng nhưng vẫn bị trách Thủy Tiên, chửi hoài vậy. Nữ ca sĩ hiện tạm nghỉ ngơi một ngày và quyết định sẽ nói lên nhiều vấn đề tranh cãi trong những ngày gần đây. Hành trình đi từ thiện của Thủy Tiên ở các tỉnh miền Trung luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Từng chi tiết như những người dân khóc, cô dúi tiền thêm cho người nghèo, ông cụ được ủng hộ 200 triệu liên tục xuất hiện và công chúng rất xúc động. Tuy nhiên cũng có không ít tranh cãi diễn ra ngay từ việc vợ Công Vinh nhận hơn 150 tỷ vào tài khoản cá nhân có sai luật hay không, hoặc câu chuyện ngân phát tiền tại Hải Lăng, Quảng Trị ngay lúc này cô quyết định lên tiếng. Người dân rất biết ơn sự giúp đỡ của nữ ca sĩ. Hơn 70 tỷ đồng đã được đến tay người dân. Tính đến vừa qua, vợ Thủy Tiên đã ra đến miền Trung được khoảng một tuần và mỗi ngày họ đi đến nhiều địa phương khác nhau để trao tiền. Cả hai cảm thấy rất vui mừng, ấm lòng khi có sự hỗ trợ nhiệt tình bởi những người cấp cao tại Quảng Bình và Hà Tĩnh. Các cán bộ làm việc rất nhanh chóng lấy đúng danh sách hộ dân và bảo vệ sự an toàn cho cả đoàn trong quá trình thực hiện. Cô cho biết hôm nay Quảng Bình 13.000 dân được hỗ trợ thành công. Tổng hỗ trợ là hơn 50 tỷ, đều đến tay dân. Tổng hỗ trợ cho người dân Hà Tĩnh hiện tại là 22 tỷ và còn 4 tỷ đồng dành cho Quảng Trị đang đợi danh sách để cô quay lại phát tiếp. Cô cho biết mình hiếm hoi xin chụp ảnh với ai nhưng lại chủ động muốn đứng cạnh cán bộ Hà Tĩnh vì người cấp cao nhất rất thân thiện, hỗ trợ người dân hết sức có thể, mang giày nhựa để lội nước, lội sình đến các vùng sâu. Thủy Tiên bức xúc vì bị chỉ trích. Bên cạnh sự ủng hộ thì giọng ca Sao Anh Không Ăn có những lúc bị hoang mang lo lắng bởi nhiều bình luận lấy cô làm trung tâm để chỉ trích và khẳng định sai luật. Trong khi các cấp lãnh đạo vẫn động viên tinh thần hai vợ chồng và cùng đồng hành để giúp dân, hoặc khi thông báo ngân phát tiền ở Hải Lăng, Quảng Trị thì nhiều người mắng cô rất nhiều. Khổ nỗi người sai không phải là Tiên, nhưng Tiên bị mắng nhiều nhất. Trong khi mình chỉ ngồi im thở và làm việc, muốn lả đi lại không dám ho he tiếng nào luôn. Vợ Công Vinh không tránh khỏi cảm giác buồn lòng bởi những lời nói thiếu tế nhị. Cô tự hỏi chính mình, vì sao mình ở không bỏ tiền túi, bỏ gia đình đi làm việc, bao đồng chi để bị chửi hoài vậy. Nhưng buồn rồi nghĩ, mình đi làm việc thiện thì trời thử lòng chút thôi. Người ta đụng gì cũng chửi là do tâm lý bình thường của đám đông thôi mà, có sao đâu. Trên đời có nhiều người thương thì có người ghét chứ. Đến đêm tối cô vẫn nở nụ cười với bà con vì biết họ đợi mình từ sớm. Thủy Tiên cho biết lịch trình của cô và đoàn dày đặc. Sáng sớm thức và làm cho đến trưa, hơi người nồng nặc và họ nhiều lần bỏ bữa vì sợ bà con xếp hàng lại đợi lâu, đứng dưới mưa sẽ dễ sinh thêm bệnh. Những ngày phát tiền đến đêm khuya, về đến nơi họ đã lả cả người, nhìn cơm tối ăn không nổi, thực sự rã rời và áp lực. Đọc những tin tức tiêu cực nhắm mũi dùi vào mình mà mình chả có cầm nổi cái điện thoại mà nghĩ hay viết gì được dài dòng hơn, chỉ biết uống thuốc giảm đau để ngủ được, may còn đi tiếp. Bao nhiêu bà con đang chờ, giờ mình thức viết giải thích cặn kẽ thì còn sức đâu lo cho bà con. Thế là lại xuất hiện thông tin tiêu cực chửi mình, sao không giải thích, có ý đồ xấu gì, cô bộc bạch. Luôn rạng người như vậy nhưng Thủy Tiên mỗi khi về đến khách sạn như muốn lả người đi, không ăn nổi và liên tục dùng thuốc giảm đau. Dù đang rất vất vả nhưng giọng ca gốc Kiên Trang lại mong mọi người thông cảm cho mình nếu có lỡ sai sót. Thủy Tiên cũng là một người phụ nữ bình thường, trong một số tình huống sẽ không xử lý nhanh chóng hay khéo léo, nhưng tất cả mọi hành động đều xuất phát từ việc giúp bà con được nhiều nhất. Với trách nhiệm cũng như sự yêu thương, tấm lòng chân thành, chắc chắn nữ ca sĩ sẽ làm tốt nhất có thể hành trình thiện nguyện lần này.